Cái này sau khi ghép xong cũng được mấy tháng rồi ta, chắc 2 tháng quá. Chứ có cuộc cái cọng dây đây. Thôi rồi bắt đầu mình mới uống cái dù dây, mình uống cái nhánh này sơ, bắt đầu tiếp tục thả nó. Đó. Rồi sau khi mình cột cái dây này kéo nó xuống các bạn, cho nó gấp lại nó quán. Quán xong rồi mình uống ra thì cái này định hình nó thôi ha, để ngày mai nó thả rừng, tiếp tục thả rừng cho nó lớn lên. Đang cái này cũng bạn lỡ mình nuôi cái bộ rễ này cho nó dài xuống thêm, mấy nó có thể mình nâng nó lên như đây ha, rồi mới được cái mầm. Đó, cái này thì nuôi lâu lâu một tí ha. Rồi nếu mình lên chậu mình sẽ tăng bếp cho bạn xem. Xin chào tất cả các bạn. Nãy giờ bạn mới xem lại cái cây của mình trồng từ lúc mà nó còn cái rễ không nữa, cái sau cái mình ghép nữa bạn. Thì cái cây này là mình ghép cái cây tím than ha. Đây ở dưới đây thì siêu bông nè, siêu bông trồng từ hạt các bạn, ghép tím than ở đây. Rồi còn bên đây nó lại nó còn một cái nhánh siêu bông luôn, mà bông rất là đẹp và lá nó giống với lại tím than luôn các bạn. Thường thường cái cây siêu bông á trong hình thì cái lá nó nhỏ nha bạn, còn cái cây siêu bông mà lên hạt á thường lá nó lớn nè, thấy không? Siêu bông lên hạt này thì nó giống cái dòng siêu bông sông Hinh mà đầu tiên của ở ngoài sông Hinh đó bạn, Phú Yên đó, lá nó tròn bự vậy nè, thấy không? Sau này đó là nó có dòng đột biến ra là lá nó cũng tròn, cũng bự giống nhau nè, bạn thấy hai cái lá giống nhau. Đến khi mình ghép vô đó thì bạn thấy là bây giờ là nó nhìn không biết luôn rồi. Bữa nay cái bên đây nó không ra hoa các bạn nè, bên đây phải ra hoa, nó đang lú hoa quá trời luôn. Cái dòng này cũng sai hoa luôn bạn, sai không thua gì cái thằng tím than, bông cũng nhặt nè, có trái luôn nè, phải nó có hoa cho bạn xem luôn nè. Cái hoa này lớn nè, hoa này lớn không thua gì hoa tím sen này bạn, tím sen này cũng là hoa lớn nè. Đó thì mình đã ghép vô rồi, thì bên đây là cái nhánh chưa ghép, thành ra là trong đây có hai màu hoa, mà nếu nhìn không kỹ đó thì hai cái lá giống nhau luôn bạn, nhìn không biết luôn ha, cũng độc đạ thôi mình để luôn. Đó thì dòng đi dòng lại cái này cũng lâu quá bạn, cái này thì mình ghép lâu rồi, lúc đó cái nhánh này cái rễ này còn nhỏ xíu nè, nhưng mà sau đó thì mình để trong cái bầu của bạn thì cũng bỏ quên nữa, thành ra là mới lấy bỏ lên trên cái chậu này. Mình thấy cái chậu này thì nó cũng hơi nhỏ mà nó cũng không có được bự vừa cho nó lắm, nhưng mà thôi bây giờ cái xu hướng thì người ta cũng chơi ép chậu giống phong cách của người Nhật đó bạn, thì mình thấy cái này nó cũng tương đối được ha. Còn cái tượng ở đây thì mình phối, thì mình không có tượng phối bạn, còn có tượng sư Đạt Ma đó, thì đúng ra đó là sư Đạt Ma thì cái phối vô đây á thì cái này phải có không gian rộng các bạn, thênh thang á, ổng đang đi thênh thang, còn ở đây nó không gian nó hẹp quá, không có chỗ để mà ổng đứng, thì cái phối cái tượng ổng thì mình thấy nó không có hợp lý, nhưng mà mình không có tượng mà để cho bạn xem chơi thôi. Chứ còn nếu mà cái tượng ở đây thì mình có thể tượng ông Lão Mai các bạn, Lão Mai nhìn lên, hoặc là ông Lý Bạch đó mà ông đứng ông nhìn xem sao xem trăng gì đó thì nó hợp lý hơn ha. Nhưng mà thôi không có thì làm tạm thôi, làm tạm gì được rồi ha. Chủ yếu là cái mẫu thôi bạn, mình thì chủ yếu làm giống như là cái demo thôi đó, cho bạn có cái cách mà để mà làm được cái cây của mình cho độc lạ. Chứ thực ra thì mình chơi cây từ lúc tới giờ thì có để cây nào chơi đâu bạn, có nhiều vô lũ bạn chơi mà. Thì cây này thì cũng có thằng em nó cũng lấy luôn các bạn ha, thành ra là không còn cây nào hết trơn á. Nhưng mà mục đích thì các bạn thấy là làm hoài vậy đó, để cho chia sẻ cho bạn cái cách mình biết được bao nhiêu các bạn, thì chia sẻ các bạn hết nhiêu rồi ha, không có giữ lại cái con khỉ hết trơn á. Đó. Đó thì ngày hôm nay cũng là một trong những cái mà mình chia sẻ, một cái cây chân dài đó, một cái cây chân dài mà quánh nó cành rớt mà nó dài xuống như thế này. Thì lúc trước đó, cái cây này nó thẳng lắm, mình bẻ nó hơi co lại đó, cái lúc mà mình bẻ co lại đó thì mình dự định là mình bẻ co lại, mình lắc cái này vô tới cái bụng mình quánh nó ra luôn cho nó bay đó bạn. Nhưng mà sau đó thì một thời gian thì mình thấy cái chân này nó dài quá thì mình quánh bay vậy thì nó không phù hợp, cho nó rớt vừa bay các bạn, bay một đoạn khúc như thế này
toàn bộ cho anh ớt xuống để phù hợp với cái phần cao của cái chân dài, cái cây rễ dài như thế này ha. Đó thì đặc biệt cái rễ này các bạn thấy là nó dài nhưng mà nó cong mẹo rất là nhiều các bạn, tạo ra những cái gấp khúc đó. Nó không đồng đều quá, nó tạo ra cái mà lạ các bạn ha. Đó, đúng cái phong cách của cái rễ của nó, chứ thường thì cái chân dài mà cái rễ nó thẳng quá đó thì nó nhìn nó không đã các bạn ha. Thành ra cây này nó tự nhiên nó đã có vậy à, những cái động gấp khúc của nó đúng cái rễ nó luôn mà, đúng phong cách của làm là một cái rễ ha, cong đoạn này ngắt qua đoạn kia lum la vậy đó thì nó mới tạo ra được cái vẻ tự nhiên của nó bạn ha. Chứ thường thường cái rễ mà mình quấn tròn như cái lò xo thì nó bị gập khung lại nó không hay các bạn. Đó thì mình nghĩ cây này thì nói chung là từ cái lúc mà mình làm tới giờ thì cũng không phải là cây tâm huyết đâu các bạn ha, chẳng qua là cây để làm chia sẻ cái kinh nghiệm làm của mình thôi. Đó thì ngày hôm nay xong rồi, hoàn thành rồi. Đó các bạn có thể ngắm rồi có thể là nghiên cứu để mà mình có thể làm cái cây của mình chơi cho đã, đặc biệt là những bạn mà mới biết chơi ha. Đó thì các bạn có thể ngắm đi để mình xây cho các bạn xem về dòng nữa ha. Rồi mình xin dừng cái video. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha. Rồi mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo.